Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị món bún thái chay rất là đơn giản dễ làm nhưng mà rất là đậm đà và thơm ngon. Bún thái chay cái với cái hương vị chua chua cay cay đặc trưng hòa quyện cùng với cái vị ngọt thanh tự nhiên của rau củ rất là đậm đà và thơm ngon. Và nếu như mà mình ăn chay, mình chế biến nhiều món cho nó phong phú thì sẽ không bao giờ bị ngàm chán hết á. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Mình cho 2 lít nước rưỡi vào nồi và nấu cho nó thật là sôi. Khi mà nó sôi rồi thì mình sẽ cho 1 phần 2 củ cà rốt cắt mỏng, 1 phần 2 trái su su, 1 củ cải trắng, 1 phần 5 bắp su. Rau củ thì mình có thể thay thế bắp cải thảo hay là củ su hào tùy ý. Chủ yếu là mình nấu để lấy cái nước ngọt. Mình nấu 15 đến 20 phút. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị 200g nấm bào ngư. Mình có thể thay thế nấm rơm hoặc là nấm hương hay nấm đông cô tùy ý. Mình ngâm ở trong một ít nước muối, sau đó thì mình sẽ rửa sạch lại với nhiều nước. 5g me hạt. Me thì mình sẽ cho vào ít nước sôi để cho mình lấy cái nước cốt. Và sau khi mà nó đã tan ra hết như thế này thì mình sẽ lọc lấy cái nước cốt. Và mình lọc hết nước cốt rồi thì mình sẽ cho thêm một ít nước nữa để mình lọc cho nó sạch luôn. 3 miếng sườn non chay mình ngâm trong nước cho nó thật là mềm. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch lại nhiều nước và cắt miếng vuông vuông. Và khi mà cái nước rau củ đã sôi được 15 phút rồi thì mình sẽ tắt và để một bên. Mình cho chảo lên bếp và cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Và mình cho một củ hành tím băm nhuyễn vào để khử cho nó thơm. Nếu như mà ai ăn chay kiêng hành thì mình sẽ thay thế một khúc gốc baro. Còn ai mà ăn chay kiêng ngũ vị tân thì mình có thể bỏ qua. Sau đó thì mình sẽ cho vào một nhánh xả bập băm nhuyễn vào phi cho nó thơm. Và khi xả và hành đã thơm rồi thì mình sẽ cho vào 1/3 muỗng cà phê bột điều để khử cho cái màu nó đẹp. Sau đó thì mình sẽ cho nấm vào và cho 1/2 quả thơm vào và cho sườn non chay vào. Sườn non thì sau khi mà đã rửa sạch thì mình sẽ cắt miếng vuông như thế này. Nếu không có sườn non thì mình sẽ thay thế 2 miếng đậu hũ chiên giòn. Mình cho 1/2 muỗng canh bột nêm chay vào, mình xào cho nó thấm. Còn ở cái công thức này thì em không có dùng cà chua nên em dùng nửa quả thơm. Còn nếu như mà dùng thêm một quả cà chua thì mình sẽ dùng 1/4 quả thơm thôi. Và khi mà thấm rồi thì mình sẽ đổ vào trong cái hỗn hợp mà nước rau củ mình vừa nấu xong. Nước rau củ thì mình nấu 2 lít rưỡi, nhưng mà khi mà mình nấu cho rau củ nó mềm rồi thì nó sẽ rắc lại còn khoảng tầm 800ml đến 1 lít nước thôi. Cho nên là mình thấy nó có nước đã vừa đủ chưa, nếu chưa đủ thì mình cho thêm một xíu nước lọc nữa. Và mình sẽ cho vào 3 cây sả đập dập cắt khúc và nước cốt me mình vừa lọc xong cho vào. Và cho vào 7 đến 8 lá chanh. Lá chanh thì mình sẽ bóp cho nó dập dập một chút xíu. Tiếp theo thì mình sẽ nêm 1/2 muỗng canh bột nêm chay và 1/2 muỗng cà phê muối và rắc một ít tiêu. Tiêu thì tùy mình ăn cay nhiều thì cho nhiều, mà ăn cay ít thì cho ít. Cho một trái ớt đập dập vào. Nếu như mà ăn cay nhiều thì mình sẽ cho từ 2 đến 3 trái ớt đập dập, còn nếu mà ăn cay ít thì chỉ cần một trái thôi. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm lại coi thử là nó đã vừa ăn chưa. Nếu mà chưa thì mình có thể thêm một chút xíu bột nêm chay nữa. Mình nấu thêm 5 phút nữa thì mình sẽ cho hành lá, ngò gai và ngò húng vào. Nếu như mà ai ăn chay mà kiêng hành lá thì mình sẽ thay thế baro hoặc là mình dùng ngò. Rau sống thì mình sẽ chuẩn bị xà lách, giá, rau thơm hoặc là rau quế, húng bạc hà hay là rau tiết tô tùy ý thích. Và một ít nước mắm chay, thêm ít ớt nữa để mình làm nước chấm. Sau đó thì mình sẽ cho bún vào tô và cho nước lèo vào và cho hành lá, ngò và hành tây vào. Ăn chay thì ai không kiêng hành thì có thể bỏ qua hành. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách nấu bún thái chay rồi. Rất là đơn giản dễ làm đúng không ạ? Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo.